Pioneer 8008 đẹp xuất sắc luôn cho khách ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Con này đẹp xuất sắc, tôi bán giá 5,5 triệu, còn bình thường bán giá 5 triệu. Đang cắm tín hiệu đường AUX, đây là lao lướt, tiếng to tiếng nhỏ, mù tinh. Hai cần này phải để giữa vì đang cắm ở đường trên này, đó là đường tép mà. Chạy 4 con sò sắt nên cực khỏe, con đâm đinh này rất nặng luôn. Loa A, loa B, A cộng B, chỉnh bát chép. Đây nó có khoảng giới hạn bát, khoảng giới hạn chép. Cái cần gạt này là cần gạt tôn, phải gạt xuống thì mới có tác dụng của cái núm này. Mặt tiền còn quá đẹp luôn. Quay qua mặt sau, chạy 4 sò sắt. Một con đâm đi rất nặng luôn, nặng như đá luôn. Đường vào, đường ra có chức năng làm dề bao. Đang cắm tín hiệu đường AUX, đôi loa trên, đôi loa dưới AB. Nước sơn sáng bóng luôn. Rất khỏe con đâm đi này, bởi vì nó nặng, nó đặc chắc. Đánh những đôi loa bass 30-40 nhẹ nhàng với nó luôn. Tôi đang ghép vào một đôi loa bass 35. Loa trái, loa phải, cả hai loa đều có tiếng, hoạt động hoàn hảo.